Trong sáng ngày hôm nay, các trường học trên cả nước đều tổ chức lễ khai giảng. Tại Hà Nội, khác với các năm trước, năm nay ngày khai giảng rơi đúng vào thứ Bảy nên giao thông khá thuận lợi và thông thoáng. Trên các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Trường Chinh, nơi có nhiều khả năng xảy ra ùn tắc, thì giao thông lại khá thông thoáng, mặc dù lượng học sinh và phụ huynh đi khai giảng tập trung đồng loạt. Các tuyến đường vành đai hướng vào trung tâm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy như Xuân Thủy, Cầu Giấy, Nguyễn Phong Sắc, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng cũng không có hiện tượng ùn tắc. Ùn tắc giao thông chỉ xảy ra cục bộ tại trước các cổng trường, không gây khó khăn cho các bậc phụ huynh và các em học sinh. Do các năm trước thời điểm khai giảng thường xảy ra tình trạng ùn tắc, nên năm nay các trường đã chủ động bố trí lực lượng bảo vệ, phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn và điều tiết giao thông. Năm nay ngày khai giảng trùng vào thứ Bảy nên áp lực giao thông không cao.